Vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, ba giả sư không phải con ruột của Lê Tùng Vân và nhiều phụ nữ. Ngày 5 tháng 1, Công an huyện Đức Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, bắt tạm giam Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, cùng trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại cơ quan công an, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương luôn vòng vo né tránh, không đi vào trọng tâm của vụ việc và hầu như không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Còn khi mở miệng thì chỉ nói chờ luật sư của chúng tôi đến trả lời. Mất nhiều thời gian và đối mặt với sự thiếu hợp tác của các bị can nhưng các điều tra viên đã thu thập được nhiều chứng cứ xác thực. Ngoài ra, cơ quan công an cũng củng cố đầy đủ chứng cứ phạm tội để ra quyết định khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với bà Cao Thị Cúc. Ngày 25 tháng 5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, những thông tin được đăng tải về việc ba bị can đang bị tạm giam trên khai nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân là chưa chính xác. Các bị can đang bị tạm giữ này và bị can Lê Tùng Vân có dấu hiệu bất hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những phản ánh tố cáo liên quan đến nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai, trong đó vấn đề các bị can đang bị tạm giam có chung huyết thống với ông Lê Tùng Vân hay không cũng đang được điều tra. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ công tác điều tra. Việc tìm kiếm Diễm My do gia đình cô gái tố cáo nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng xâm hại cô, người thân hoang mang vì cô đã mất liên lạc với gia đình gần 3 năm. Phía công an cho rằng trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, thông tin tố cáo về nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan. Cơ quan điều tra tìm kiếm cô gái để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai. Bà Đoàn Thị Thuyết Mai, mẹ ruột Diễm My cho biết hơn 2 năm qua, gia đình chưa bao giờ ngừng hy vọng được gặp lại con. Giờ đây tôi chỉ mong rằng lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ tìm ra con bé. Tôi hiểu lúc này ngoài công an không ai có thể giúp đỡ gia đình thêm được nữa, bà Mai nói. Bà Mai cho biết vợ chồng có 2 con, Diễm My là chị, dưới có 1 em trai, cả nhà chung sống rất hạnh phúc. Kể từ khi My mất tích, em trai My suy sụp tinh thần, được cha mẹ động viên rất nhiều nên em mới cố gắng thi đỗ đại học. Giờ gia đình chỉ mong Diễm My bình an quay về. Tôi không đong đếm được bao nhiêu công sức tiền bạc để đi tìm Diễm My. Người ta nói con ở Bến Tre, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương, chỗ nào tôi cũng đi. Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhất, tôi thuê người tìm nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhưng vẫn không có thông tin gì. Có lúc bất lực, mệt mỏi lắm, tôi bệnh, nằm bẹp cả tháng trời nhưng tôi nghĩ nếu buông xuôi thì không được gặp lại con nữa. Tôi phải đi tìm con, tôi buộc mình phải khỏe mạnh, bà Mai ngẹn ngào chia sẻ. Trước khi bị khởi tố, các bị can ở Tỉnh Thất Bồng Lai có sự phân công rõ ràng. Theo đó, ông Lê Tùng Vân là người ra quyết định cuối cùng, bà Cao Thị Cúc với vai trò là chủ hộ và cũng là người cất giữ toàn bộ số tiền bạc mà các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ, lập sổ sách để chi theo chỉ đạo của ông Vân. Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên được giao vai trò chụp ảnh, quay các clip mang về dựng để lồng ghép thêm những nội dung không đúng với hướng dẫn của pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi đưa cho ông Vân kiểm duyệt trước khi tung lên mạng xã hội. Một số clip mà nhóm này tung lên mạng đã tạo môi trường cho những kẻ phản động nhảy vào nói xấu, bôi nhọ và chống phá chính quyền.